Vinoms Cổ Loa hay với tên gọi là Vinoms Global Gate. Dự án này được đánh giá là đáng sống bậc nhất của thủ đô trong tương lai và có tiềm năng cùng với khả năng sinh lời rất cao, đảm bảo sẽ không để quý anh chị phải hối hận khi đầu tư. Sản phẩm đầu tư có thể kể đến như biệt thự liền kề, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập, shop thương mại dịch vụ hay là shop house, cùng với đó là những căn hộ chung cư cao cấp và các tòa văn phòng. Dự án Vinhomes Cổ Loa do tập đoàn Vingroup phát triển, tọa lạc tại vị trí đắc địa được bao bọc bởi 4 dòng sông lớn, nằm giữa nút giao quốc lộ 5B và cầu Tứ Liên. Mảnh đất hội tụ đầy đủ các yếu tố về phong thủy, nơi an cư xứng tầm của giới tinh hoa. Tâm điểm của dự án là trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia với quy mô lớn nhất Đông Nam Á. Đây sẽ là điểm đến cho các sự kiện thương mại tầm cỡ khu vực và thế giới. Và trên tất cả, những yếu tố nổi bật trên thì thật không khó hiểu khi Vinhomes Cổ Loa Đông Anh lại được rất nhiều các nhà đầu tư quan tâm và xứng đáng được coi là Vinhomes Green Bay, Vinhomes Riverside, hai thánh không trong tương lai, nơi mà những người giàu tại Việt Nam luôn muốn chọn đây là nơi an cư. Các sản phẩm liền kề shop house tại đây có diện tích từ 60 đến 100 mét vuông. Diện tích của biệt thự dao động từ 100 đến 300 mét vuông. Thiết kế với phong cách châu Âu mang đến một không gian sống chất lượng hoàn hảo cho cư dân. Và nếu anh chị đang quan tâm đến một nơi an cư lý tưởng dành cho giới tinh hoa, một cơ hội đầu tư sinh lời bền vững, thì hãy để lại thông tin của mình phía dưới anh chị nhé. Trân trọng cảm ơn và chúc anh chị có một ngày tốt lành.